Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên con cái bông lai 2 dòng gác bay. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không còn hộp nha, chỉ còn mỗi bật lửa thôi. Mã sơn mài, mã palladium, trang trí sơn mài đen nha. Tình trạng là còn cũng khá đẹp, khoảng tầm 95% nha. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình. Mặt men còn sáng bóng nha. Các góc cạnh thì không có bị cấn móp gì hết nha, nhưng mà có trầy xước thì có. Cây này là lửa đôi nha, lửa tay thỏ. Người gọi không xác định. Cái dòng này là lửa đôi, lửa tay thỏ nha. Mình chỉnh lớn lên xíu là nó là lửa tay thỏ. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha. Anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.